cao ba mét tư, cái hang nước bật 7 bậc thắng và 6 bậc lượng lên 7 bậc thắng. Vậy mình mới đóng được 2 con thêm qua ở giữa tim đúng không? Nó là phải sống cho được những cái này là tim là không là mình được nói là sắp được cuối tuần thứ hai đầu thứ ba được ngày chiều cao 164 cây 164 còn cây thứ ba là cây giữa của cái tim là 25 và cái tim nó hơi đổ đâm hơi đổ nghe con kiểu như trẻ như thế để cái tim ra để nó tiêm ra cái đấy để nó lên lên thấp hơn chia sẻ và comment các bạn cũng nhìn cái comment bên dưới thì mình sẽ trả lời các bạn. Tại anh em mình đi làm vừa làm vừa quay nhưng mà quay bằng điện thoại nên nó không được ok lắm, nhưng mà sợ thông cảm tại mình làm quay cái này không có gì như là có đường lên đầu như thế nào là không lên trên quay xuống cái mặt trên đóng cái túi quay lên trên không phải nhau có thể hai này tháo hết rồi để không có chỗ nào lên cái nhà này 30 feet thì là thôi đây là đất 5 mét nhưng mà không có chỗ lên bây giờ anh em mình đóng cây cây thứ năm là đóng cái tim cây thứ năm đây xem một chia sẻ với mọi người xem một chia sẻ với mọi người cảm ơn rất nhiều thì anh em cứ thắc mắc thì hỏi để cái này từ cao 16 và thứ mũ từ cây này lên cây này là 16 phần 40 cây này lên cây kia 16 phần 40 bên mình 6 tập lượng một đấy thì bây giờ mình đã làm cái câu thứ tư còn sáu sáu bậc đây các bạn, đây là phần khung của 6 bậc lượng đã xong rồi. Đây là hai hai để cây đây bây giờ mình đang ghim các cái cây lại kia hả cây mẹ hàn vào cái này đéo được đâu yếu lắm khi chợ không định vị không lập án này đây đây là mình đang lập án nhà đây đây anh mình có bán đa sắt thì đa sắt thì đủ nhau qua anh em mình xem mà thấy video của anh em mình làm mà thấy ai mà hấp dẫn thì chia sẻ cho mọi người cùng xem để mọi người đăng ký kênh của mình anh em đăng ký kênh của mình ấn nút chuông mỗi khi mà mình đọc video là các bạn thấy rồi mình về chia sẻ với cầu thang lượn thì đó là phúc lượn như này là nó nửa đường tròn đấy bạn. Thì các bạn nếu mà ai mà chuyên đấu hàng với anh em mình thì cách nửa đường tròn này là các bạn đấu lượn thì các bạn sẽ biết đúng không?
nửa đường còn đấy, chia nửa đường còn như thế nào các bạn biết rành mà. Cái này là điều kính nửa đường còn đó. Bán kính nửa đường còn đây. Anh xem có gì ủng hộ video của mình nha. Bây giờ mình đang được bán ở miền Bắc, không biết là có cái quán nào ở miền Nam rất chiều miền Nam và quán này rất chiều nha. Mà trước khi lợp á là cái quán này nó hơi bỏng, nó chỉ có 5 ly thôi. Anh em mà lợp á thì cắt xong anh em đi ngâm nước một chút xíu thì anh em mang lên lợp thì đóng đinh rất dễ. À, mà nó không bị gãy, không bị bể. Anh em nhúng nước xong rồi để chờ một lúc nó yếu với tâm ván, anh em mang lên lợp là rất chi là ok. Anh em nắn rất chi là được, mà nó ván nó không bị bể, không bị mò ván. Anh em làm rất chi nhanh. Còn hôm có anh Thái và anh Cường Hàn Quốc, anh hỏi là trừ bê tông 15 phân thì độ dày bao nhiêu, thì em cũng xin thưa với anh là em trừ 15 phân 10 phân bê tông hai ván với lại sắt em bỏ dưới là hết là hai phân, là còn tổng là hết 12 phân, là còn 3 phân hoàn thiện. Nếu mà các bác làm xong mà hoàn thiện cái cầu thang này là dày, độ dày là 13 phân chứ mà. Độ dày của cầu thang này là 13 phân chứ. Đấy. Độ dày của cầu thang này là 13 phân nhé. Đấy. Như thế là anh em mà nói là hỏi độ dày thì độ dày đây vậy. Mình đã trừ độ dày vậy. Còn nếu anh em mà đóng tầng vông ngoài Bắc thì ở trong miền Nam thì kêu tầng vông, ngoài Bắc thì kêu cái trúc, cái tre, thì anh em trừ nhiều trúc để dễ làm. Thứ nhất là cây tầng vông thì nó phải tới 2-3 phần, 3-4 phần ván lên đó, thì nó hơi dài. Anh em từ dạ từ nhiều chút từ lúc đóng ván đóng tầm vông lên là ok luôn. Dạ. Thì anh em mình cứ làm kinh nghiệm của anh em mình làm như thế nào anh em mình chia sẻ thật luôn đó. Anh em cứ vào xem thì có gì không biết thì cứ comment này. Mình chưa, nói chung là mình mới quay video, mình mới làm video, mình cũng không biết là để đường link như thế nào để các bạn tìm những cái video mà cũ của mình. Nếu các bạn chưa biết thì hãy vô kênh của mình ấy, rồi search những cái video mà mình đã đăng lâu, thì trong đó có những cái cầu thang rất chi là đẹp. Mà tại lúc đó mình cũng không biết làm như thế, mình thấy vui vui thì mình cũng đăng lên thôi, thì cũng đăng riết riết thì thấy anh em cũng xem và đăng ký thì mình cũng thấy hay thì mình chứ đi làm thì tiện cái máy quay điện thoại thì mình lấy ra mình quay xong mình lại về mình đăng lên cho anh em. Còn mình không biết chỉnh sửa video, đây là video nó hơi xấu thì anh em thông cảm cho mình nha.
vừa lúc đấy quá trình làm sắt cho mình cũng không quay được. Bây giờ mình đổ bê tông xong mình quay anh em. Không ai mướn nhưng mà qua chứ. Đổ bê tông xong, xong cùng dưới. Đâu có phải là chuyện đơn giản. Cùng dưới, cùng dưới đất. Không phải muốn rồi được đâu. Cùng dưới đất nha, anh em những người xong nha các bạn. Nói cho anh. À, bây giờ bắt đầu đổ hồ lên để xây. À, anh em mình xây luôn. À, đây là cầu trên nha các bạn. À, trên anh em mình đổ xong luôn đấy, bạn thấy không? Đây, cầu trên đã đổ xong rồi đấy. Và anh em mình đã đổ được hai cái đấy. Còn một cái nữa. Trên lò, lên trên lầu nữa thì anh em mình làm xong cái này với làm tiếp đây kia. Đó, anh em cô ủng hộ mình nha, nhớ đăng ký kênh mình nha. Thì mình xây thì mình hôm xây thì mình đã nói anh em mình xây là chế độ thực tế chia ra thì nó chính xác hơn. Thì nếu mà các bạn tính ra là các bạn xây thì nó cũng chính xác, nhưng mà nó không có tuyệt đối bằng mình đo mình xây thì nó chính xác tuyệt đối hơn đấy. Do như mình xây là chuyên gia, như mình đo thực tế để cho nó chính xác nó cao hơn đấy. Đây là mình đang xây cầu trên, cầu thứ hai nhé. Bây giờ mình xây cũng sắp xong rồi, thì có gì anh em chữ bình luận thoải mái. Anh em mình sẽ trả lời cho anh em nha. Con đâu thấy cảnh này.